Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Năm Đại Họa 2012. Người Maya đã tiên đoán về ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012, và thật sự ngày ấy đã xảy ra hàng loạt trận động đất sống thần. Liệu trái đất có thật sự quay về kỷ băng hà hay không? Mời các bạn hãy cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé. Mở đầu bộ phim là năm 2009, tại một hầm mỏ đã bỏ hoang sâu 1.000 feet ở Ấn Độ, nhà địa chất học Asian nhận được thông tin từ một người bạn tên Sát Nam, trái đất sắp quay về với kỷ băng hà, bởi vì trái đất sắp đón nhận một trận nổ neutrino cực kỳ lớn của mặt trời. Kinh khủng hơn là các neutrino này biến thành một loại hạt nhân mới, chúng đang đốt nhân trái đất nóng lên hàng ngày. Sau khi biết sự việc, Asian lập tức trở về nước báo cho cấp trên, nhưng sếp lại bận giao tiếp trong buổi gây quỹ từ thiện, hoàn toàn không để ý tới anh ta. Nhưng sau khi Asian buộc ông ấy phải xem bản báo cáo ngay lập tức, cấp trên đã hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông quyết định đưa anh đến gặp Tổng thống. Để báo cáo lại toàn bộ câu chuyện, Tổng thống triệu tập họp khẩn giữa các Tổng thống khác, chính thức thông báo tin tức thế giới sắp diệt vong. Năm 2010 trên cao nguyên Thanh Tạng. Sau cuộc họp và thống nhất giữa các cường quốc, họ quyết định xây dựng một chuyến tàu bí mật, mà bề ngoài của nó được ngụy trang là một đập nước. Chính quyền triệu tập người dân làm công nhân xây dựng. Vé lên tàu được bán với giá 1 tỏi ezo được bán ra. Những món đồ nghệ thuật có giá trị cũng được thay thế thành vật để triển lãm, còn món đồ gốc được lẳng lặng chuyển đi. Trên truyền hình đưa tin tại một ngôi đền cổ của người Maya, nhiều người đã tổ chức tự sát tại đây về việc tiên đoán của người Maya về ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012. Nam chính của chúng ta đúng là nhà văn Jackson, chuyên viết đề tài tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Hôm nay anh có cuộc hẹn đến nhà vợ cũ để đón hai con đi chơi. Gần nơi anh ở, có một vết nứt xé toạc cả mặt đường. Dấu hiệu này cảnh báo địa ngục đang rất gần với họ. Bởi vì mãi viết tiểu thuyết mà bỏ bê gia đình, nên vợ anh đã ly hôn và chọn một người chồng mới. Anh ta là Gordon, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà bao nàng mơ ước. Tại một bến cảng gần đó, đôi bạn giả Hắc Bạch Vô Thường đang tâm sự với nhau. Bỗng dưng con tàu của họ bị chấn động lắc lư dữ dội. Điềm báo có đi mà không có về sắp xảy ra. Mà bên này Jackson cũng lái xe tiến vào công viên Yellowstone. Anh cũng thắc mắc là tại sao nơi này lại có trực thăng nhiều thế nhỉ? Anh dẫn hai con đi sâu vào khu rừng để cắm trại, giữa đường gặp một hàng rào sắt cảnh báo nguy hiểm. Nhưng Jackson vẫn mặc kệ mà trèo qua hàng rào. Anh phát hiện cái hồ nước đầy quanh năm đã biến mất, giờ chỉ còn là một vũng nước cạn và xác động vật xung quanh. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đâu xe và trực thăng quân đội đã đến đón họ. Sau đó giải về một khu căn cứ nghiên cứu khoa học. Adrian nhìn thấy tên họ của Jackson, và nhận ra đây là tác giả cuốn sách anh hâm mộ. Đã tha cho cha con Jackson rời đi. Jackson gặp một người đàn ông kỳ lạ tên Charlie. Người kỳ lạ nói với Jackson, căn cứ theo nghiên cứu của ông ấy phát hiện thế giới này đang có sự thay đổi cực lớn. Ông ta nói không lâu sau nữa, con người sẽ phải đối mặt với ngày tận thế. Bão mặt trời làm ảnh hưởng đến tâm trái đất, bề mặt các dãy lục địa bị sẽ di chuyển tự do, cấu tạo nên những lục địa mới. Hầu như những người định tiết lộ chuyện này đều đã được chính phủ cho đi Tây Thiên thỉnh kinh. Jackson còn nhận ra một người quen của anh. Ông ta vừa bị tai nạn chết cách đây không lâu. Người đàn ông còn nói với Jackson rằng mình có một tấm bản đồ. Trên đó có đánh dấu một địa điểm, bí mật nghiên cứu và chế tạo một chiếc thuyền Noah để giúp loài người thoát khỏi ngày tận thế. Một tấm vé được bán với giá 1 tỷ euro. Chỉ có những người giàu có trên thế giới mới được lên thuyền. Mặc dù Jackson là nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng ngày tận thế đột nhiên tới làm anh ấy không tin nổi. Cũng trong đêm này, vợ của Jackson là Kate đang đi siêu thị cùng với chồng mới là Gordon. Trước cửa siêu thị của họ bỗng có nhiều vết nứt hiện ra. Trong khi hai vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ, thì vết nứt đã kéo dài đến chân của hai người. Nhưng lần này nó khủng khiếp và to hơn cả ngàn lần. Sáng hôm sau, Jackson nhìn thấy thời sự đưa tin cửa hàng tiện lợi gần nhà vợ bị kẻ nứt to đùng. Sau khi đưa hai con về đến nhà an toàn, anh tạm biệt vợ và lên đường đi đón hai đứa con của sếp. Ông chủ của anh là một tay đấm quyền Anh đã về hưu. Ông ta thu bộn tiền từ việc đào tạo các tay đấm hạng nặng. Yuji nhận được tin nhắn con tàu Noah đã bắt đầu hoạt động, liền hối thúc Jackson phải đưa con của ông đến sân bay gấp. Hai đứa nhóc này luôn ghét anh. Trước khi lên máy bay đã nói một câu: chỉ có chúng tôi mới có vé để lên thuyền, chúng tôi mới có thể sống tiếp, chú cứ ở đây đợi chết đi. Jackson nghe xong suy ngẫm lại, nhìn xuống đường đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Nhớ lại lời người kỳ lạ kia và những trận động đất diễn ra thường xuyên gần đây, Jackson bỏ luôn cái ủng hộ đắt giá nhất mà anh có để dùng nó thuê chiếc máy bay nhỏ tại đây, rồi nhanh chóng lái xe về nhà vợ cũ đón hai con. Jackson nói thế giới này sắp tận diệt rồi,
nhưng cô nàng lại không tin và cho rằng anh bị ngáo, cho đến khi ngôi nhà của họ bị động đất dữ dội, mới bắt đầu hoảng sợ tin những gì Jackson nói. Cũng may anh đã kịp về đến nhà, động đất càng ngày càng mạnh, anh hối vợ cùng các con nhanh chạy thoát ra khỏi nơi này. Nhà cửa đường xá xung quanh bắt đầu bị sụp đổ. Mọi người vội vàng chạy ra xe đến sân bay. Lúc này sau lưng bọn họ thần chết đang bám theo sát đít, chỉ cần dừng lại một giây thôi thì e rằng kiếp này coi như bỏ. Đang gấp mà còn gặp hai bà ngoại lái xe chậm gì. Anh quyết định phóng qua hàng rào để vượt lên phía trước, chiếc xe bà ngoại cũng không thoát khỏi tai kiếp. Jackson lái xe hết công suất phóng qua một kẻ nứt, trước mặt lại bị một tòa nhà sụp đổ chắn ngang. Anh liền bẻ cua quẹo hướng khác. Nước cống bắn lên bốc mùi hôi thối khắp xe. Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian quan tâm đến đó, giờ trước mắt lái xe ra sân bay nhanh nhất cái đã. Tòa nhà bên này đổ sụp khiến vô số xe lao xuống như mưa. Jackson né đông tránh tay mới có thể thoát chết. Nhìn thấy chiếc cầu đang gần sập xuống, Jackson đạp hết ra chui qua cây cầu. Hàng loạt tòa nhà cao tầng đổ sập xuống dưới, phía trước không còn đường nào để đi. Jackson quyết định đâm thẳng vào tòa nhà để xuyên qua nó. Rất may là chiếc xe đã kịp thời thoát ra ngoài. Khi đến sân bay thì phi công đã ngỏm. Cũng may Gordon vừa mới biết lái máy bay, đành miễn cưỡng leo lên ghế lái liều mạng một phen. Ngay khi máy bay cất cánh thì đường băng bên dưới đã biến thành một cái hố sâu thẳm, hút tất cả những tòa nhà và sự sống xuống dưới. Từng khối đất bị chia cắt ra rồi xáo trộn lại với nhau, lần đầu tiên họ thấy xe lửa bay trong không gian. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, trước mặt hai tòa nhà đang đổ vào nhau, không còn gì để mất nên vô đơn nhiều mạng bẻ lái gắt qua khoảng trống, thành công đưa mọi người thoát khỏi hố sâu tử thần. Sau lưng họ là cả tiểu bang California đang sụp đổ, trong lòng không tránh khỏi sự sợ hãi. Trên máy bay, Jackson giải thích với mọi người, ngày tận thế của thế giới đã tới rồi. Tiến sĩ Adrian gọi điện cho bố mình. Anh thông báo ngày đó đã đến rồi bố ạ, ông lão cũng nói lời tạm biệt con trai mình. Nghe xong cuộc điện thoại, người bố đã bỏ rượu từ lâu nay lại cầm ly rượu uống lại. Bên này chiếc máy bay của Jackson đã đến nơi. Jackson bảo vợ cũ hãy bơm đầy xăng vào máy bay. Anh và cô con gái nhỏ chạy lên núi tìm Charlie. Nhưng ông ta đã biến đâu mất tiêu rồi. Hai cha con lái luôn chiếc xe lên đỉnh núi. Thì ra ông ta đang live stream với các fan của mình. Jackson hỏi Charlie tấm bản đồ kia để đâu. Lúc này chim ở bên dưới thung lũng bay tán loạn. Cảnh báo cánh cửa địa ngục sắp mở ra. Charlie mới nói cho anh biết vị trí tấm bản đồ nằm trên xe. Đang nói thì mặt đất bên dưới bắt đầu nhô lên biến dạng. Charlie nói nơi này đẹp lắm và ông sẽ ở lại. Hai cha con Jackson đạp hết ga hết số lao đầu xuống núi. Bên dưới két nôn nóng nhìn về phía ngọn núi, thì bất ngờ một vụ nổ hình cây nấm xuất hiện trước mặt nàng. Charlie vừa khen cảnh đẹp quá cũng bị nó bắn bay. Dung nham bên dưới không ngừng phun trào lên không. Charlie cuồng nhiệt đứng lên chào tạm biệt fan lần cuối. Còn nhớ like video của Sakura. Rồi ông cũng kết thúc cuộc đời tại đây. Những quả cầu lửa bay kín khắp cả một vùng. Một viên nham thạch rơi chặn trước đường đi của chiếc xe. Jackson lặn lách né tránh các kiểu, nhưng chiếc xe của anh cũng bị nướng chín phần đuôi. Anh bấm còi xe thông báo cho cô vợ biết mình sắp đến. Thoáng chốc trung tâm nghiên cứu đã bị san bằng. Anh đạp hết ga phóng xe qua kẻ nứt, sau đó đưa con gái cho két rời đi. Bản thân anh ở lại tìm tấm bản đồ. Nhưng chiếc xe lại bị trôi xuống khe nứt, cũng may trong lúc chiếc xe rơi anh đã kịp bò lên trên. Jackson chạy hết sức nắm lấy tay két leo lên xe, Gordon lập tức tăng tốc cho máy bay cất cánh. Chiếc máy bay đã bị luồng khói đen nuốt chửng vào trong, cũng may họ đã vượt ra ngoài như một kỳ tích. Ngay khi mở bản đồ ra, Jackson phát hiện nơi cất giấu con tàu là ở Trung Quốc, họ cần máy bay loại lớn hơn để có thể đến đó. Thời sự lúc này đưa tin, miền Nam của nước Mỹ đã lãnh chịu trận động đất kinh hoàng, khiến hơn 2 triệu dân đã thiệt mạng. Ngay cả tượng Chúa cũng bị sụp đổ, khiến con người càng chìm sâu trong sợ hãi và hoảng loạn. Bạo loạn và cướp giật xảy ra nhiều nơi, người dân chỉ còn cách cầu nguyện thiên tai sớm chấm dứt. Bên này nhóm của Jackson chỉ còn cách đến sân bay Las Vegas tìm vận may. Tại đây ông chủ mập của anh đang gặp rắc rối khi sân bay đóng cửa. Jackson gặp lại ông ta và tin tưởng ông chủ sẽ có cách. Lúc này vệ sĩ của ông mập vừa hay tìm được một chiếc máy bay vận tải có thể cất cánh, nhưng anh ta cần một tay lái phụ. Jackson lập tức nói rằng Gordon là một phi công giỏi. Nghĩ sao vợ tao mà nó còn dám lái cơ mà. Vậy là mày đã giỏi lắm rồi con trai. Trên máy bay chất đầy những chiếc xe hơi xa xỉ. Đây là một chiếc máy bay cỡ bự của Nga. Đường băng bây giờ đã nứt nẻ đủ kiểu. Một bên bánh xe đã bị hỏng khiến máy bay mất đà. Xa xa đứng lên tìm công tắc mở cánh phụ. Gordon lần này một mình cân luôn tem. Ngay sau khi mở cánh phụ, xa xa quay lại cả hai cùng kéo chiếc máy bay lên cao. Nhưng cũng xém chút là toang cả đám. Họ dự định tiếp nhiên liệu ở Hawaii rồi đến Trung Quốc, nhưng khi nhìn xuống mới vỡ lẽ, Hawaii giờ đã chìm trong biển lửa mất rồi, bọn họ chỉ còn cách duy nhất bay đến đích. Mặc kệ cho nhiên liệu chiếc máy bay sẽ không đủ đến nơi.
bên này tổng thống chọn cách ở lại với người dân, vì phó tổng thống cũng mất trong tai nạn, nên cấp trên của ASEAN sẽ chỉ huy chiếc không lực một rời đi. Con gái của tổng thống tiến sĩ Vinson không thấy cha mình đâu, thì ra ông đã lừa con gái lên máy bay. Ông tạm biệt con gái lần cuối và xin lỗi vì mình là người bố chưa tốt. Đúng hẹn lại lên, tổng thống nói cho người dân biết sự thật, để họ còn có thể nói lời tạm biệt nhau lần cuối. Trên cao nguyên Thanh Tạng, Tiểu Lạt Ma hỏi sư phụ mình lòng con đang rối lắm. Ông không nói mà chỉ rót đầy ly trà sữa và tặng cho đệ tử một câu nói: mượn xe nhớ đổ xăng nhớ đổ đầy. Sau đó Tiểu Lạt Ma lái xe về nhà nói con đập kia chỉ là vỏ bọc thôi, và cậu muốn đưa ông bà đến đó tránh nạn. Số người còn sống sau trận động đất được đưa về nhà trắng tị nạn, nhưng đó chưa phải là điều kinh khủng nhất đối với họ. Những điều diễn ra sắp tới đây sẽ quét sạch hết những người còn sống trên mặt đất. Tại Vatican, vô số tín đồ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ý đang hướng về Thượng Đế để cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện cũng không ngăn được bức tường của nhà thờ rạn nứt dưới sự rung chuyển của mặt đất. Giáo đường khổng lồ đổ sụp xuống, vô số người bị chôn vùi trong đống đổ nát, những người còn lại vừa khóc vừa bỏ chạy khắp nơi. Không lâu sau, tiến sĩ ASEAN nhận ra lớp vỏ trái đất đang di chuyển kịch liệt, điều này tạo nên những cơn sóng thần khổng lồ. Mà bố của anh cũng đang trên du thuyền vi vu trên biển. Cùng lúc này trên biển, chiếc du thuyền của bố anh bị sóng thần đánh nghiêng, mọi người đều bị kéo đổ dồn sang một bên. Không bao lâu chiếc tàu cũng bị sóng đánh lật úp, kéo theo hàng nghìn sinh mạng xuống đại dương. Sóng thần cũng cuốn theo mọi thứ vào đất liền. Một chiếc tàu sân bay siêu to bị sóng đánh ập vào bờ biển nước Mỹ. Trên phi cơ không lực 1, các nhà phân tích cho rằng sóng thần sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền. Hai cực của trái đất đã đảo chiều từ trường. Hiện tại Bắc cực trôi đi đâu họ cũng không biết nữa. Bên này nhiên liệu trên máy bay vận tải không còn nhiều. Phi công và Gordon chuẩn bị cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Do sự đảo ngược của từ trường Nam Bắc, bây giờ Biển Đông lại trở thành núi băng. Tin tốt là bọn họ chỉ còn cách điểm đến một khoảng cách rất gần. Nhưng muốn thuận lợi để hạ cánh xuống dòng sông băng, trong khi động cơ máy bay bị tắt là một điều khó không tưởng. Ông Mập và Jackson dẫn gia đình ra phía sau chọn chiếc xe Bentley, nhưng khởi động mãi vẫn không được. Ông Mập bảo mọi người im lặng, sau đó dùng giọng nói chính mình khởi động chiếc xe. Ngay khi chiếc xe của họ vừa thoát ra ngoài, chiếc máy bay đã va chạm với mặt băng. Những chiếc siêu xe bên trong bị bắn văng ra bên ngoài. Sakura nhìn thấy mà đau lòng làm sao. Chiếc máy bay kịp thời dừng lại trước khi rơi xuống vách núi. Sasa vui mừng chưa được bao lâu, vách núi đã sụp đổ khiến chiếc máy bay cấm đầu xuống dưới nổ tung. Mọi người phía trên nhìn thấy vô cùng đau lòng, nhưng họ vẫn phải tiếp tục tìm đường đến con tàu. Rất may là họ nghe được tiếng trực thăng gần đó, để các sinh vật tiếp diễn sự sống trên trái đất, nên nhóm người này đã di chuyển động vật quý hiếm lên con tàu. Nghe tiếng kêu cứu của một nhóm người, một chiếc máy bay đã đáp xuống giúp đỡ bọn họ, nhưng những người này chỉ hỏi tấm vé của họ đâu. Ông Mập liền đưa vé xanh của mình ra để được lên tàu. Còn cô vợ trẻ bị ông bỏ mặt ở lại với nhóm của Jackson, vì ông ta biết cô tư tình với tay vệ sĩ của mình. Tại con đập nơi xây dựng các con tàu vũ trụ, nhóm người của ASEAN đã đến nơi. Anh nhìn thấy đâu đâu cũng là tầng lớp thượng lưu của xã hội. Bọn họ lên xe điện tiến về nơi để con tàu. Vì con tàu số 3 bị hỏng do vỏ trái đất di chuyển, nên một số hành khách bị kẹt lại ở bên ngoài. ASEAN bức xúc khi thấy những người giàu cứ nhàn hạ vào trong, còn những công nhân cực khổ bên dưới phải bỏ mạng. ASEAN bước vào căn phòng xịn sò của mình, cực kỳ tức giận vì căn phòng này ít nhất chứa được tới 10 người, bởi vì vé tàu rất đắt, cho dù hạ giá thì người bình thường cũng không mua nổi. Lúc này anh nhận được một cú điện thoại, là người bạn Ấn Độ của anh ấy gọi tới. Hóa ra người đầu tiên phát hiện ra sự diệt vong của con người lại không được đón. Trước khi chết cùng gia đình, anh ấy còn báo cho ASEAN tình hình mới nhất. ASEAN nhanh chóng tính lại thời gian đại hồng thủy kéo đến, cơn sóng dự kiến sẽ cao hơn 1.500m. Kết quả phát hiện ra nó sẽ đến sớm hơn dự kiến, bọn họ chỉ còn có 28 phút mà thôi. Bên này nhờ ăn ở hiền lành, nên Jackson gặp trúng xe của vị tiểu lạp ma. Chẳng lâu sau họ cũng đến nơi, anh trai của vị tiểu lạp ma ra đón bọn họ, nhưng anh chỉ lén đưa người vào trong, nên không muốn đưa gia đình Jackson đi cùng. Nhờ bà nội khuyên nhủ nên anh đã đồng ý đưa hết mọi người vào trong. Bên này chiếc tàu số 3 đóng cửa, Yuji không thể đợi lâu hơn nữa, liền ra tay đấm người gác cổng rồi vượt qua. Đoàn người sợ chết ùm kéo nhau qua các tàu khác. Đám người lớp sau đứng lớp trước không ngừng tiến lên, những người phía trước bị đẩy xuống vực. Lúc này nhóm của Jackson đã an toàn bước lên tàu số 4. Thì ra anh ta là thợ sửa chữa trên tàu, nên đã âm thầm chuẩn bị một con đường để đưa gia đình lên đây. Ông chủ Mập vẫn khổ sợ chen lấn chờ đợi lên tàu, không ngờ cô bạn gái lại lên tàu trước cả mình. Ông ta vô cùng tức giận đến nỗi mặt biến sắc nhưng lại không thể làm gì. Con tàu được gia cố thêm những thanh sắt chịu lực, nhưng cũng chỉ đủ để tránh được sóng thứ nhất mà thôi. ASEAN nhìn thấy những người đang tranh giành mạng sống ở bên ngoài thuyền. Anh ấy không chịu nổi, liền kêu gọi những người trên thuyền mở cửa khoang.
bởi vì anh ấy cho rằng những người ở ngoài kia cũng có quyền được sống. Nếu phải dùng cách tàn nhẫn như vậy để mở ra một tương lai mới, vậy thì bọn họ không có mặt mũi gì với con cái đời sau của mình. Đặc biệt là ngay giữa ranh giới sống chết này, con người phải nên đoàn kết hơn mới đúng. Dưới sự kêu gọi của ASEAN, ba chiếc thuyền còn lại lần lượt mở cửa khoang. Đám người bên ngoài hò reo khi có được cơ hội sống tiếp. Lần mở cửa khoang này lại làm đám người Giác Sơn không kịp phòng bị. Kết quả anh trai của Tiểu Lạp Ma bị thương ở chân, còn chồng mới của Két không may bị cuốn vào bánh răng tử nạn. Ngay cả Giác Sơn cũng xém bị nghiền nát, cũng may có vật gì đó làm bánh răng kẹt lại. Những người ở ngoài thuyền tung hô hớn hở chạy vào trong. Tại ngôi đền của vị Lạp Ma già, cơn đại hồng thủy đã kéo đến cao nguyên Thanh Tạng. Vị Lạp Ma vẫn ung dung đánh chuông chờ đợi cái chết. Chẳng bao lâu ngôi đền đã bị dòng nước giữ cuốn đi. Ngay khi những người dân khốn khổ đã lên tàu hết, thuyền trưởng liền cho đóng các cánh cổng lại. Nhưng một đứa con của Du Di vẫn chưa được lên thuyền. Ông dùng hết sức ném đứa con lên trên, còn mình thì rơi xuống dưới vực. Đúng lúc này phòng chỉ huy cũng phát hiện ra bánh răng bị kẹt. Và nếu như không đóng được cửa, thì con tàu cũng không thể khởi động được. Từ máy quay giám sát, ASEAN cũng nhận ra gia đình Giác Sơn đang trốn trong khoang động vật, còn Giác Sơn và một người bị thương đang kẹt ở phòng tua bin. Anh ta muốn phái người cứu bọn họ, nhưng cơn lũ hung ác đã ập đến, đồng thời nước lũ đã đến nhanh hơn họ dự kiến, lập tức ập vào con tàu số 4 vì cửa chưa được đóng chặt. Nhóm người vừa mới lên được con thuyền đã phải khốn khổ do nước lũ tràn vào. ASEAN chen chúc qua đám người đến chỗ tua bin. Do nước tràn vào quá nhanh, con tàu đấm từng khoan, tránh cho con tàu bị ngập bởi dòng nước lũ. Vừa tránh được dòng nước tràn vào, thì trước mặt họ lại xuất hiện chiếc phi cơ không lực một bị lũ đẩy tới. Chiếc máy bay va chạm với con tàu làm những chiếc nẹp rời ra, khiến con tàu bị trôi lệch ra ngoài. Mà cánh cửa vẫn chưa đóng được, nên chiếc thuyền vẫn không cách nào khởi động, thậm chí còn sắp đâm vào đỉnh núi Everest. Trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Nếu không khởi động được động cơ, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bọn họ. ASEAN đã liên lạc được với Giác Sơn, chỉ còn cách lặn xuống lấy vật cản ra ngoài, nên Giác Sơn quyết định hy sinh để mọi người được sống. Vợ anh ôm hôn tạm biệt chồng lần cuối, nước lũ vẫn không ngừng tràn vào khoang chứa động vật, chị vợ của gã béo bị ngộp nên không qua khỏi. Cậu con trai không muốn bỏ mặt bố mình, nên đã lặn vào trong giúp đỡ ông, nhưng vật này nặng quá không thể kéo ra được, bên ngoài con tàu bị nước lũ cuốn va chạm với đá ngầm. Nhờ vậy bánh răng đã dịch chuyển khiến anh dễ dàng lấy vật cản ra ngoài. Bánh răng lập tức hoạt động trở lại. Bên ngoài con tàu sắp va chạm vào đỉnh Himalaya, tưởng chừng như cả thuyền sẽ tan vỡ thành đồng nát. Thì lúc này con tàu vừa may đã khởi động thành công, động cơ lùi ở mức cao nhất. Nhưng phần đầu vẫn cắm thẳng vào trong ngọn núi tuyết, đất đá bên trên không ngừng rơi xuống thân tàu. Cũng may nó được chế tạo để tránh va đập mạnh. Nhờ động cơ lùi hoạt động hết mức, con thuyền lùi ra sau, rẽ sang hướng khác để đi tiếp. Những người trên tàu đều vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng không hiểu sao Giác Sơn vẫn chưa trở lại. Két đau lòng khóc không thành tiếng. Mọi người cũng nghẹn ngào chờ đợi phép màu, cuối cùng ánh sáng len lói dưới đường hầm. Giác Sơn ôm chầm lấy vợ con trong hạnh phúc. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Sau một tháng 27 ngày lênh đênh trên biển, thì mọi thảm họa cũng đã trôi qua. ASEAN cũng đã yêu sâu đậm con gái tổng thống. Mọi người tập hợp ra bên ngoài. Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi trên con thuyền. Lần đầu tiên mọi người tận hưởng cảm giác bình an đến như vậy. Các cửa sổ đều đã được mở ra cho người dân chào đón một tương lai mới. Bên cạnh còn có hai chiếc tàu đồng hành. Theo dữ liệu từ ảnh vệ tinh đám mây, tốc độ rút lui của cơn lũ rất khả quan. Vỏ trái đất cũng khiến toàn bộ lục địa của châu Phi được nâng lên, trở thành vùng duy nhất không có lũ. Đây chính là tọa độ mới của con tàu vũ trụ, cũng chính là ngôi nhà mới thuộc về con người. Đến đây là hết phim rồi, thật ra ngày tận thế chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Nhưng nếu chúng ta cứ hủy hoại trái đất, làm ô nhiễm môi trường sống này, hay chiến tranh xảy ra thì chẳng khác nào ngày tận thế cả. Nhưng nếu có một ngày như thế xảy ra thật, liệu bạn có thể làm điều gì để ngăn nó lại, cho dù có ngày đó hay không? Thì Sakura nghĩ chúng ta hãy sống hết mình vào ngày hôm nay, yêu thương những người thân trong gia đình. Đừng để như trong bộ phim đến lúc tận thế ta mới hối tiếc, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Đừng bỏ lỡ những gì yêu thích khi mình còn có thể làm được điều đó nè. Động đất và sóng thần là những điều không còn xa lạ với chúng ta đúng không nào? Nhưng khi bạn đã từng sống sót qua những trận thiên tai đó, sẽ biết mình may mắn đến nhường nào, vì nhiều người đã kém may mắn hơn khi đã phải bỏ mạng oan uổng. Sakura mong rằng mọi người sống thật hạnh phúc và yêu thương thiên nhiên hơn nữa. Và ngày tận thế sẽ không bao giờ xảy ra nè. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.